Hello anh em nhá. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Các bác em lên, các bác em họa mi thuần này. Có thể nói em này thuần 100% luôn các bạn. Hot cao cầu nha anh em nhá. Phim rất là thuần luôn anh em ạ. Mới về. Điện nó còn chưa căng hẳn anh em ơi. Chim rất là thuần anh em nhé. Này ba là mới chơi thì dễ nuôi anh em ạ. Thuần này. Lắc này. Lắc này coi này. Vẫn hot luôn. Vừa lắc vẫn hot này coi này. Thấy chưa? Thấy chưa? Vẫn hot đấy coi nhá. Mặc dù nó chưa căng hẳn anh em nhá, nó mới về nó còn mệt anh em. Đầu mặt rất là đẹp các bác nhá. Chân nó đây ạ. Xem được bao nhiêu phút được coi nhá. Đấy. Bây giờ em sẽ để con chim này xuống nhé các bác nhá. Và quay cho anh em xem cái clip hot của nó các bác nhá.